Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công cho công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay làm cái báo giá nhẹ nhẹ sơ sơ cho anh em vài mẫu xe tải nhẹ, nhỏ gọn xinh xắn cho anh em quý khách hàng được các bạn được tham khảo thêm. Đó. Thì đầu tiên bên mình đang có một xe tải van 650 kg nha anh em. Nước sơn màu bạc rất là bắt mắt như thế này. Đó, với 5 chỗ ngồi đời 2022, xe lướt rất là đẹp. Với mức giá dự kiến đang chào bán cho anh em quý khách hàng của các bạn ra đi em tải qua nhỏ gọn xinh xắn xinh tươi như thế này là 190 triệu nha anh em. Được 5 chỗ ngồi, vừa chở hàng vừa chở gia đình, vui vu thành phố 24/24 luôn. Đó, nếu anh em quan tâm thích cái mẫu xe nhỏ gọn xinh xắn này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì khởi đêm nó về phục vụ đích kinh doanh và đã vận chuyển hàng hóa của anh em quý khách hàng cùng các bạn. Tiếp đến là mình có một em Đông Ben S-Ray-M 990 kg, phiên bản thùng kính, chiều dài thùng của nó là 2.9, đời thì đời cao anh em, đời 2021, 155 triệu anh em, thùng kính có cửa hông, xe liền lạc xịn sò lắm. Nên em quan tâm cứ đến xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đi em nói về phục vụ mục đích kinh doanh và đãi vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Tiếp đến mình có một em TMT 900 kg, thùng nhà 2.6, đời 2021 luôn, đời 2021, thùng mua bạc 145 triệu nha anh em, 145 triệu, cam K10S đó nè. Nói chung là thùng to lắm, thùng 26, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể liên hệ nó về phục vụ đích kinh doanh và đại vận chuyển hàng hóa của anh em quý khách hàng của các bạn. Kế bên là mình cũng có một em TMT tiếp, dòng này thùng ngắn hơn, 2m4 50, 2m5 nè, máy nhỏ hơn 1.3, con này cũng đời 2021, 135 triệu, nước sơn màu xanh, xe zin toàn bộ, cực kỳ đẹp, thùng mới bạc. Nói chung là xe rất là mượt mà. Nên em biết cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn này cứ đến đi xem xe trải nghiệm và lấy thử, 135 triệu nha. Cuối cùng mình có một em bán hàng lưu động này nè, Terra 100 đời 2021, phiên bản xe em bán hàng lưu động không niên hạn nha, bán trà sữa, bán nước uống, cà phê gì đầy đủ nha anh em, có trang bị rất là nhiều hệ thống kệ, bình chứa nước, cắm điện đầy đủ cho anh em bán trà sữa, bán hàng lưu động khá là tuyệt vời. Xe bán hàng lưu động Terra 100 với mức giá là 230 triệu nha, 230 triệu ra đi em bán hàng lưu động xịn sò nha, đời 2021, không niên hạn anh em, chạy rất là mượt, máy xăng. Đó là những cái mẫu xe tải cũ nhỏ gọn xinh xắn muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.